Xin chào toàn thể các bác nhé, xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì sẽ là một video, một cái chương trình giảm giá và khuyến mại cho tất cả các bác trong ngày Trung Thu, ngày Tết Trung Thu của Việt Nam đúng không ạ? Hôm nay thì cũng có một số những cái đơn hàng cho một số những bác khách hàng nhé. Hôm nay thì cũng có một số những cái đơn hàng của bác khách hàng đặt trong sáng nay của bên em. Tiện đây thì có một bác khách hàng có đặt bên em một con súp đến từ thương hiệu của B3 2020 và một số bác khách hàng khác. Em sẽ nói chung luôn ở trong cái video này của em nhé. Hiện tại thì trong video ngày hôm nay của bên em thì sẽ xả cho tất cả các bác với những cái mức giá rất là hợp lý này. Vẫn là những cái mức giá hỗ trợ tất cả cho các bác trong cái thời gian mùa dịch. Và đặc biệt thì hôm nay thì tất cả những hóa đơn trừ những cái dòng sản phẩm mà bên em không có lãi như là FX30 Plus này, FX20 Plus hoặc là những cái dòng sản phẩm nâng tiếng hoặc là băng cơ rẻ tiền ấy, thì em sẽ không giảm hóa đơn. Bởi vì hiện tại những cái hóa đơn, những cái sản phẩm đó thì em đang để cái mức giá rất là rẻ thôi, thì em sẽ không giảm cho các bác nhé. Còn những cái bác khách hàng nào mà đang mua những cái dòng sản phẩm súp này, những dòng sản phẩm như là đẩy này, thì em sẽ giảm cho tất cả các bác. Mỗi một hóa đơn sẽ giảm cho các bác 100.000. Vẫn là cái mức giá rất là tốt nhé. Vẫn là cái mức giá rất là tốt cho tất cả các bác, hỗ trợ các bác trong mùa dịch. Nhưng mà vẫn giảm cho các bác thêm 100.000 nữa trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8. Cho các bác có thể là lựa chọn chơi. Đấy, giá giảm giá và là tặng cho các bác một cặp bánh Trung Thu đấy ạ. Đấy, thì hôm nay thì nói đi chi tiết hơn về con loa súp B3 này một chút, thì tận đây lại giới thiệu lại cho tất cả các bác, và tận đây thì cũng giới thiệu lại và tiếp hàng thì cho anh Xóa nhé. Con súp 30, súp bát 40 của hãng B3. Đây là một trong những dòng súp hàng cao cấp của bên em. Đây cũng là một trong những cái dòng súp mà được bên em đang bán ra rất là chạy các bác nhé, rất là chạy ở trên cửa hàng bây giờ. Hiện tại thì dòng súp này đây là một trong những dòng súp bát 40 có chất lượng âm thanh ra rất là tốt. Và đặc biệt là con súp này có chất lượng âm thanh đánh cực kỳ là khỏe, cực kỳ là lực. Con súp B3 này, bác có thể nhìn này, đây vẫn là cái logo thương hiệu của nó, logo xoay 360 độ được này. Và thùng gỗ thì vẫn sẽ là gỗ sơn sần đời mới nhất của 2021. Đây là một trong những dòng súp bát 40 từ kép. Bên trong sẽ là bát vải tẩm dầu của bác nhé, bên trong sẽ là bát vải tẩm dầu gân cao su. Đây là một trong những dòng súp thực sự các bác, là đây là một trong những dòng súp đánh rất là lực, rất là khỏe và cực kỳ là bền. Đối với chất lượng gỗ, bác có thể nhìn này, chất lượng gỗ thì chắc chắn rồi. Các bác nghe tiếng gõ đúng không ạ? Nghe tiếng gõ cộp như vậy, đó chắc chắn là gỗ ép nhiều lớp. Đây là một trong những chất lượng gỗ cực kỳ là xịn, phù hợp với thời tiết ôn đới của Việt Nam. Đấy, mưa nhiều nắng nhiều, đấy, nói chung là mưa nắng thất thường. Đảm bảo cho bác là chất lượng gỗ, cái chất lượng thùng vẫn rất là ok, không bao giờ bị mốc nhé, không bao giờ bị mốc, khẳng định không bao giờ bị mốc này, không bao giờ bị phỏng rộp khi nước vào này. Đấy, nó rất là bền luôn đối với thùng gỗ. Con B3 2020 này, cửa kép này thì em đã từng làm video tháo nội thất này và cạo cả đồng, cạo cả nguồn ra cho bác đã xem rồi. Nếu bác nào mà chưa biết thì có thể là bật lại cái video đó nhé và xem lại cho giúp em. Đấy, một video về một con súp con này là con súp B3 thôi nhé, B3 2020 cửa kép. Quay một chút về đằng sau này. Đây sẽ là mặt đằng sau của con súp. Con này thì chạy được cả hai đường nhất con nhé. Con này thì súp điện này hơi chạy cả đường điện và cả đường hơi luôn các bác này. Đây là đường hơi này, đây là đường điện các nhá. Mạch điện của con súp này thì chắc chắn rồi, vẫn như cái video trước em đã từng tháo ra đấy. Nguồn chắc chắn vẫn là nguồn xuyến 100%, nguồn xuyến đồng các bác nhá, nguồn xuyến đồng. Và con này thì chạy điện 220V này, chạy điện 220V, chạy từ 50 đến 60 Hz. Đấy, công suất ra từ 250W là công suất trung bình. Còn công suất ra cực đại thì nó rơi tầm 550W các bác nhá. Đối với dòng sản phẩm của súp B3 2020, các bác có thể nhìn, đây sẽ là phần đằng sau model B3 2020 này, BS này. Đấy, và con này chỉ sẽ là đời mới nhất của 2021 thôi nhé. Công suất cực đại 550W này. Đây là những tín hiệu đường vào, tín hiệu nhạc đường vào này. Đấy, volume, tần số và đảo pha. Nói chung đây là một trong những dòng súp rất là cao cấp của bên em. Và bên em cũng đang bán khá là chạy với dòng súp này. Hiện tại giá súp đang được giá là 3.100.000 đồng giá tại cửa hàng các bác nhé. Và trong ngày hôm nay chính là Trung Thu, ngày Tết Trung Thu này, thì em sẽ giảm giá cho bác thêm 100.000 nữa. Hiện tại thì giá đang rất là rẻ rồi và sẽ cố gắng là giảm thêm 100.000 nữa đối với những dòng sản phẩm của súp này hoặc là những con đẩy của bên em, để cho bác để lựa chọn và chơi trong thời gian mùa dịch này các bác nhé. Đang giảm giá rất là sốc luôn cho các bác. Và đặc biệt các bác nhá, lưu ý chỉ duy nhất trong ngày 15 tháng 8 này thôi, bên em có cái chương trình khuyến mại giảm giá cho tất cả các bác. Khi mà các bác mua những dòng sản phẩm như là súp B3 2020 này hoặc là những dòng súp khác đến từ những thương hiệu khác nhau các bác nhé. Đây, hiện tại thì đang có mức giá rất là rẻ,
Bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái video ngắn gọn tại đây và sẽ bắt đầu đóng hàng, tiếp hàng và gửi đi cho anh Xóa và cho tất cả những bác khách hàng mà đã đặt đơn của em ngày hôm nay thôi nhá. Hôm nay thì sẽ là đơn gửi đi ca sáng. Hôm nay thì trời hơi mưa một chút, là trời ngoài trời hơi tối thôi nhá. Kết thúc video thì các bác đừng quên bỏ ra cho em xin một lượt like nhé. Bỏ ra cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Hoàng Audio, để bên em sẽ tiếp tục những cái chương trình giảm giá này, hoặc là những mang về những cái sản phẩm hàng chất lượng nhất có thể các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ xin kết thúc video ngắn gọn đây. Xin chào toàn thể các bác.